đang đi vô cái đảo đó để bắt hào. Giờ nước rất là cạn. Giờ mình đi vô bắt hào nha. Giờ mình đang giờ cạn quá cái này nó không có thể mà chạy vô cái ấy nữa. Rất nước rất là cạn nha các bạn, coi nhấn xem nha, xem có mình bắt hào cái thế nào nha. Bữa nay đi bắt hào đây. Đó có đồ nghề sẵn hết luôn. Đây bắt là hào nha. Có cái bãi hào này rất là nhiều hào luôn. Hào này. Đây là cái bãi hào. Bắt đầu vào bãi hào nha. Các nhà coi bãi hào này nha, cho ông đứng coi bãi hào nha. Các nhà coi bãi hào này. Ồ, để mình lấy cái bao tay nha, bắt hào. Cả nhà coi bãi hào nè, giờ mình có tay look at this giờ nè, quá trời cái bãi hào lớn không đó. Bãi hào, con hào bắt hào lên cho coi nha, mình lấm thôi tấn đập nha. Thấy chưa, con nào con nấy nè, hết hồng chưa nè, có con hào nè đó, thấy cho hào chưa. Đó, con này quá trời đã bự nè. Nói không? Ở đây cũng có hào nữa nè, chỉ lụm thôi. Có ốc. Nhà thấy không? Đó, có ốc nữa, nhưng mà ốc này mình không lấy đâu nha, bắt hào thôi. Để mình đi đập hào. Đập xong rồi ăn luôn. Ăn tại chỗ luôn. Ăn cho đã luôn. Thấy chưa? Cả nhà thấy hào chưa? Nè. Quá trời bự chưa? Nè. Bắt đầu mình bắt mớ nè. Giờ là luyện mớ lên thôi. Giờ mình đi bắt hào nha. Có bắt tay luôn, mình chỉ lụm đó bây giờ quá trời luôn. Cạn luôn, nước cạn nè. Ốc hào. Quá trời hào luôn. Đó, nè thấy không? Khó cần đập. Chỉ lụm là vậy thôi nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Nguyên con vậy đó. Wow. Thấy không? Con hào bự quá trời bự luôn. Coi nè, con hào nè. Cả nhà thấy hào không? Đó. Để cô gọi mình làm cái cho nó đã cái kìa. Chờ chút nha. Để đi. Ba con thấy ba hốc nữa nè. Quá trời đã luôn. Thấy không? Đó, ba con nè. Nhưng mà mình để mình quất con này cho nó đã nha. Đem đồ theo nè, đem đồ theo để mình quất nè. Cả nhà thấy chưa? Trời lạnh này á, hào rất là mập nha cả nhà. Rất là mập. Trời nóng thì hào mình không dám ăn ở ngoài này, nhưng mà trời lạnh hào rất là ngon. Quá bự rồi.
trời ơi, sữa không, thịt không ra nè, bắt đầu nè. Đói bụng mày. Giờ mấy giờ sáng rồi ta? Cái này rửa với nước biển uống luôn, ăn luôn chứ quên. Cái này con Hào nè, thấy chưa cả nhà? Đó, thấy chưa? Giảm cái nè, giảm cái nha. Ăn thử cái nha. Còn sao? Nó đã mà nó ngọt, cá bà cố luôn. Trời ơi. Cái nó nhỏ nè. Giờ mình bắt ốc này nha. Con này lụm. Cả nhà ơi, bây giờ Hào mình chưa lụm, kiếm con nào bự thì bự lụm nè, quá trời rồi. Ui trời ơi. Đây là cả nhà ơi. Giờ mình thích được. Đó, đi bắt nha. Hào quá trời không? Biết bao nhiêu hào nói. Ăn hết cái đảo này cái mình chạy qua đảo đó. Nơi đảo bên đây nè. Ăn hết cái đảo này cái mình qua bên đó đó. Đó, cái đá nè. Trời ơi, có hào nè. Cả nhà ơi, quá trời rồi nha. Đó. Nè. Giờ là mình chỉ lụm gì nữa nè. Cả nhà coi nè. Thấy chưa? Lụm thôi chứ không có đập, cần đập tơ nhiều. Kiếm nào bự bự cái mình lấy thôi. Nó nè, con nè. Quá trời cả nhà. Giờ nè. Lại cái nè, lại chút xíu nè. Bung ra liền. Nó. Chưa, lại cái nữa nè. Bung ra nè. Nó. Đây nữa nè. Nó. Quá trời luôn. Này chắc ăn sao cho hết. Nè. Cái nè, hào sữa luôn. Nha, tôi thấy thèm mà, coi nè, cả nhà ơi. Quá trời à. Quá trời bự. Nó phải đập dày nè, mới đá nè. Này nè. Quá trời. Kiếm mà, lụm mà. Giờ đứng chỗ thôi. Nè, coi nè, coi nè. Đứng chỗ thôi nè. Đó. Đó, con này. Nè, coi nè, nọ. Kiểu này mà ăn sống mà còn gì nữa, có người ăn sống được tốt cho đàn ông nha, đừng mà ăn sống không tốt cho đàn ông đâu. Đây. Quá trời nữa nha, nè chừng nào đầy những vỏ này nè. Đó, cái mình đi bắt vỏ lên cái cooler nữa. Quá trời cái nhà ơi. Nè. Đó. Nè. Này chỉ lụm thôi nè cả nhà. Lụm thôi. Hào chỉ lụm thôi vậy nè. Con nào nó nè. Ba ngón tay mà. Hào ba ngón tay luôn nha. Thấy chưa? Mình nè, mình bắt xong một mớ ha, cái hồi mình ngồi đây mình lại ăn một mớ nha. Mình có đem đồ hết rồi. Quá trời. Nguyên cái bài hào này. Vô đây lụm mới được. Nè. Yeah. Nó à. Men. Cái gì đây? Bắt hả ông bắt nè cái nhà. Có con dợp nè. Trời ơi, có con dợp nè cái nhà. Vừa bắt hào mà vừa bắt được con dợp cái nhà coi nè. Thấy con hào con dợp nữa. Mình đi bắt hào bắt được con dợp nè. Nghe thấy chưa? Quá trời cả nhà ơi. Lực. Giờ đi.
này chỉ lụm nè, nè nha các bạn, thấy chưa, mình chỉ lụm thôi. Mẹ, con này rất là bự. Wow, con này khổng lồ luôn cả nhà. Con này camera, camera ăn không, làm cho con nè, con nó mập này, làm cho phải làm cho camera nha, cái nha cả nhà. Để lấy cái này. Chút nha, ta làm cho camera mày. Ở dụng đại đi, chút chút luôn. Cả nhà coi nó, cả nhà. Thấy gì chưa? Nó cái mình nè, mình rửa nước biển luôn nha. Biển sạch luôn mà. Quất luôn. Nói tới cái nước miếng nó chảy không mổ nữa. Thấy không? Thử đi kem nè. Ngon, ngọt, ngon lắm nha. Giờ mà mình có cái này cũng đã đẹp dữ quá ha, giống dao quá, đúc xuống. Dạ. Thấy không, cả nhà? Quá trời, thôi. Đập mỡ, đập mỡ thôi mình ngồi mình ăn nữa. Ốc này rất là nhiều lắm, quá trời luôn mà mình không ăn. Đây nhiều lắm, đây nè, nghe thấy chưa, nó mà có con bự lắm, nhiều bự nó được nhưng mà không ngon. Để tôi bắt hào đi đứng hoài đó, giờ chỉ lụm thôi nè. Trời ơi, coi nè cả nhà ơi, tuyệt đã. Bắt xong rồi ngồi nặng chút nha. Nè, look at this. Yeah. Wow. Kéo lên, nó nằm như vậy thôi, kéo lên nè. Wow. Cơ nha. Nó nè. Vậy nè. Bãi này chừng nào ăn hết thì mình đi qua bãi khác nha. Nhưng mà Mỹ ăn hết đâu. Nha, có hào nè cả nhà, có con nào con nấy nè. Quá trời, sắp sửa đây nè, đó đây bọc rồi nè, thấy chưa. Trời, cả nhà thấy không, mình ra khoảng từ nãy khoảng
để chứ khoảng nửa tiếng đi. Đầy một khô lờ nè, thấy thấy nha. Đây con nào con nấy nè. Quá trời bự luôn. Dạ. Yeah. Con nào nè. Ba con còn luôn. Ăn cái này nè. Nè. Mình đã ráng đập thêm một chút nữa, khoảng 20 phút nữa. Cái mình nghỉ. Rồi. Nhiều quá, nhiều quá ăn sẽ hết. Gia đình có 4 người à. Này đói con, đói con mắt. Cán con mắt. Giờ đi đập thêm. Một cái nữa. Rồi đi về. Về mình luôn. Mình ăn sống. Mình hơi như hồi xong rồi mình ra đây mình vuốt luôn tại chỗ ta. Cái nhà biết không, hào này rất là mắc nha, ông ở chợ bán mắc nha, 100 con mà gần 60-70 đồng 100 con nha cả nhà. Bây giờ khỏi đi mua mà chạy cái tàu ra qua cái bãi này ăn thôi, ăn cho đã rồi đi về. Cái này có triệu con luôn, ăn triệu con luôn, ăn xong hết cái đảo này mình qua cái đảo bên kia, hết đảo bên kia mình chạy qua đảo đó, hết cái đảo đó mình chạy. Ô, ở đây biết bao nhiêu đảo. Ở Florida này á, bà đảo kiếm đàn không bao giờ mà kêu nó không bao giờ mà không có hết, cái gì cũng có hết ở Florida này, nói thiệt luôn, cái gì cũng có hết, bất cứ cái gì cũng có hết. Đủ rồi cả nhà, giờ mình thêm nước bọc nữa là mình đầy một cái khô lợ rồi. Giờ mình đi mệt, mình quất nha cả nhà, coi nè, đầy một khô lợ nữa cả nhà, đó đổ lên cái này. Thấy chưa cả nhà, thấy chưa, đầy cái khô lợ nè, được hai con này nữa. Đây cái cô là thôi mình nghỉ, không bắt nữa, bắt ăn không hết, làm sao hết. Vô mình nãy nó mình ăn ngay cả nhà, bây giờ mình ăn sáng nha. Đâu à, ăn sáng mình có đem không đủ đồ nghề hết mà, ngồi trên cái bãi luôn, quất tại chỗ luôn nha. Có nè nha, tượng tác cờ sót còn gì bằng. Cocktail sauce. Còn gì bằng. Cũng có chanh nữa này nha. Còn cái gì nữa thấy không. À bắt đầu. Mình nãy nha. Trời ơi nó bự rồi cả nhà. Bằng 4 ngón tay mình luôn nha. Bằng gần 4 luôn á. Bây giờ mình quất nha. Mình nãy nha. Cái này ăn tại chỗ còn nhiều còn bằng nha. Nó bự quá khó nại luôn cái này nè. Cái nó bự quá mà khó cạy luôn á, muốn gãy dao luôn nè. Nó à đúc vô đây, nó xịt nước rồi đó, bắt đầu nó xịt đó, nó xịt nước rồi, xịt nước rồi, chết mà, không ngon rồi, ôi, nó bự nè, trời ơi, phan, nó làm chanh, khỏi, làm chanh nha. Miếng chanh vô đây ha. À, thấy chưa,
Trời ơi, khắc theo vô đây. Còn gì bằng tobacco sauce. Cái này. Ui, ui trời. Hả cái mẹ nha. Bắt đầu mình tút nha, con cá nó đã cái. Nó đã một cái, nó ngọt. Trời ơi, có trong nó cả nhà. Không, mình làm con nữa đi. Quá đã rồi. Này ăn sáng giờ mấy biết mấy giờ sáng nữa. Mình đi sáng sớm lắm. Trời ơi, cái nè. Đó. Có miếng thịt nữa cả nhà. Rồi mình đẩy cái dao xuống thì mình quất làm cái này cho đã nha. Chanh nha. Chanh, nó có chanh. Khi ra đây phải nhớ nha. Cocktail sauce nha, ok. Đó. Ăn cocktail sauce nữa nha. Miếng chút ớt, Tabasco. Ăn cái này với Tabasco mới cay cay nó mới ngon. Xong mình quất nha. Nước, có nước nữa. Quất nha. Nó đã. Mình đang ăn á mà con camera nó, nước miếng nó chạy xuống rồi. Ăn không chạy cho con cái nè. Ôi. Xịt nước nước đây. Ồ cả nhà ơi, nó nè, con nè. Đó, con nè. Con chả. Ăn cái này ra bữa nào á, mình rảnh á, mình đem cái nồi ra. Cái mình quất tại chỗ luôn, không nấu năng gì nữa. Ồ nó dính hả? Con nè. Miếng chân nữa nha. Giá hết hả lên mình. Rồi. Miếng cocktail nó chút xíu cocktail thôi. Tobacco sauce. Đó. Chui. Vô cái nữa nghe nha. Giờ nha. Trời ơi nó đã. Cái này mà có chai bia nè, nãy quên đem bia ra, có chai bia nữa mới ngon. Quá ngon. Giờ mình ra bắt ăn cái nữa nha. Đi ra bắt. Đi theo ra bắt ra, bắt ăn. Theo. Kiếm con nào bự bự rồi. Quất chừng mấy con nữa rồi. Giờ nhiều quá rồi mình không biết là mình bắt đầu từ đâu nữa nè. Đây, đây coi. Đấy, coi con nào bự. Đây coi đây thấy chưa cái nè, nó nè đây nè, thấy chưa, đây trời ơi, chú cha mẹ ơi, quá trời. Ôi, con này con đòi gì nữa, con nào con nấy nó mập quá cả nhà, quá trời đã cả nhà ơi, lụm không nè. Đây. Trời ơi. Cái này không được. Cái này cũng không được. Để kiếm nha. Mấy con nhỏ quá mình bỏ lại. Chờ năm sau mình quất tiếp. Giờ mình kiếm bự cái này nè. Dây nó mới ăn. Ăn mấy đó nó cho nó đã. Trời ơi, nè. Đây nè, đây nè.
kéo lên một chàng nè, thôi đem vô mình. Úi dạ, cái này chết, mình lấy cái này. Thôi vô mình ăn tiếp đi, như cũng đủ rồi, còn một khô lời chỗ này nữa. Thấy gì không? Cả nhà thấy gì không? Cái thằng kia đó, nó cũng đang thèm dữ, nó ngồi nó ăn kìa, thấy không? Nó cạn mình, nó cả nhà thấy chưa? Ăn cái kiểu đó còn gì cổ, thấy không? Giờ mình đi vô đây, mình ăn tiếp. Oh yeah, để cho nói cho cả nhà thử nè cái món này nha. Thường thường á người ta nói ăn ăn con khoe mà sống, thử có ngon không nha, đâu người ta. Đây đây đây, mình gỡ luôn. Bắt đầu. Ôi dạ. Ôi vui rồi. Ăn sống còn gì bằng ha. Mình phải làm luôn, mình làm riêng luôn. Mà nghe nói ăn con này á mình phải đập. Phải biết kiểu đập nha. Mình đâu có đồ đồ nghề đâu mà đập. Đây. Học nghề nha. Cái nhà giờ này nha, cái con bự con nhỏ hai con đập vô, thấy gì chưa, thấy chưa đó, còn gì bằng nữa, thấy chưa, đào cái mình tháo cái thôi nè, nó thấy không, hai con bự con nhỏ đập vô cho nó đó, mình kêu mình ăn nó. Nó còn gì bằng nữa ha, nói nước miếng nó chảy rồi cả nhà, thấy chưa nè, nó để mình lấy miếng nước mình rửa cái nha, rửa nước biển cái nè, trời ơi con miếng thịt nữa nè, yeah. Vô, đi vô, mình quất. Bây giờ mình ha, nhặt miếng này. Đó. Nước này ra. Chuỗi miếng tay. Miếng chanh. Đó, miếng chanh nha. Miếng cocktail ha. Cũng giống như hào vậy thôi, nhưng mà con này nó bự, thịt nhiều thịt hơn một chút. Thật theo sệt. Mình làm gì tiếp theo? Đút vô miệng coi nè. Nó bự quá mà nó nồng. Miếng nước này rất là ngon cả nhà. Đã quá. Cài đầu chảo mồ hôi đó nha. Tiếp theo mình nào hào tiếp. Đó, coi nè, cái nhà coi nè. Trời lạnh này rất là hào, rất là mập nha cái nhà. Rất là mập. Quất ngon camera. Để mình làm cho một cái camera cái làm cái nha. Tự giờ nó mình đang ăn mà nó khiến nó chạy gầm. Phải làm cho camera cơ mới được. Nè. Camera rơ, há mận ra. Thử đi. Há không ra. Nè. Không ăn hả? Chết nữa, à, tối nó chết. Chết anh nữa. Vô cái nha. Ăn cái này xả như chiến trường luôn. Tiếp. One more. Trời ơi con này bự. Ôi giời, trời ơi con này. Cái nhau. Coi cái dao, cán dao này nha, cán cái đầu dao nha.
nó bằng cái đầu dao luôn nè, thấy cả nhà thấy không, miếng thịt nó vậy đó, còn gì của nó phải không cả nhà. Rồi ăn miếng nữa, chọc được nước chanh nữa không, miếng cocktail sốt nha, Tabasco nữa ha, trộn nước nó ra nè. Còn gì nữa ha, cái nhà con nào. Nó đã. Thôi giờ mình cũng đã ăn cũng khoảng 8 tiếng còn dưới còn cũng sắp xong rồi. Gặp cả nhà nha, hẹn lại clip sau. Nếu cả nhà thích cái video nào, cả nhà cho cái ngón tay thumbs up với subscribe cho Kevin nha. Thank you.